nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để tạo hiệu ứng lật trang sách như thế này bằng PowerPoint. Về cơ bản thì hiệu ứng này có khả năng ứng dụng linh hoạt cho hầu hết mọi loại nội dung. Bạn có thể thiết kế sẵn một cuốn sách trống với hiệu ứng lật trang. Khi nào có nội dung cần làm thì chỉ cần mở file lên, chèn nội dung vào là có ngay được hiệu ứng rất sinh động. Đặc biệt, bạn còn có thể làm được dạng sách đặt trong mặt phẳng nghiêng với hiệu ứng lật sách 3D dạng sách nổi như thế này nữa. Cách thực hiện thì dễ dàng và nhanh chóng. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn hai cách thực hiện khác nhau. Tại sao lại có hai lựa chọn cách thức thực hiện khác nhau thì bạn hãy theo dõi nhé. Trước hết thì bạn cần có hình một bìa sách để làm nền. Bạn có thể tự tìm kiếm hình có sẵn như thế này bằng các từ khóa mình gợi ý. Mình cũng đã sưu tầm sẵn và share link ở phần mô tả của video các mẫu bìa trang trí này để các bạn có thể tải về tham khảo. Tuy nhiên, mình muốn có thêm hoạt cảnh bắt đầu mở từ cuốn sách đang đóng. Vậy thì khi đóng hay mở thì phần bìa sách phải đồng nhất với nhau đúng không? Sẽ khó mà tìm được hình có sẵn đồng bộ như vậy, nên mình sẽ tự vẽ bằng PowerPoint luôn. Vì cũng rất dễ thôi nên mình xin phép chỉ mô tả tổng thể phần thực hiện này nhé. Bạn chỉ cần dùng công cụ Insert Shape để vẽ các hình khối mô tả hình dạng cuốn sách. Sau khi vẽ các hình khối xong thì đổ màu hay đổ nền cho các shape, thêm các chi tiết trang trí, tạo hiệu ứng nổi và đổ bóng. Thế là xong phần bìa sách khi đóng. Rồi slide tiếp theo mình sẽ Insert Shape để vẽ các hình khối đơn giản mô tả bìa sách đang mở. Cũng đổ màu bìa cho đồng nhất với slide ở trên. Mình thích cuốn sách này là dạng ghế lò xo nên mình sẽ vẽ thêm phần lò xo bằng thành chữ nhật và hình tròn. Ctrl D sao chép ra. Chèn thêm một trang giấy vào đây. Nếu làm ghế lò xo thì nhớ chọn để nó luôn được đặt ở trên trang giấy. Khi mở ra lần đầu thì chỉ có một trang giấy bên phải thôi. Giờ mình sẽ chọn slide hiện tại và Ctrl D để nhân đôi. Ở slide mới này thì sẽ có thêm một trang giấy trắng nữa bên trái sau khi tiếp tục mở sách. Bạn lưu ý để tránh về sau bị nhầm lẫn khi làm hiệu ứng thì hãy Ctrl A tất cả đối tượng trên từng slide và Ctrl G để rút chúng lại thành một nhóm. Hiện giờ bạn đã có 3 trang nội dung sách. Nếu muốn có nhiều trang hơn thì chọn slide thứ 3 và Ctrl D nhân đôi nhiều lần. Đến trang cuối cùng của cuốn sách thì bên phải sẽ chỉ là phần bìa, nên bạn sẽ xóa bớt trang giấy. Thêm lời kết thúc, lời cảm ơn. Bạn có thể thiết kế sẵn và lưu sẵn một layout như thế này để riêng. Khi nào có nội dung cần trình bày thì chỉ cần thêm các hợp chữ, chèn các hình ảnh, số liệu, rồi sắp xếp theo bố cục hợp lý cho từng trang giấy ở mỗi slide đã có sẵn này. Nếu cần thì add animation, hiệu ứng xuất hiện cho các nội dung nữa là xong. Một hiệu ứng duy nhất và đơn giản để tạo được hoạt cảnh lật trang sách đó là dạng hiệu ứng transition, hiệu ứng chuyển trang. Bạn hãy tìm hiệu ứng page curve. Để hiệu ứng lật trang được diễn ra tự nhiên giống thật nhất thì bạn lưu ý là các bìa sách phải cân đối theo trục dọc của slide. Cuốn sách khi đang đóng thì phần gáy sách trùng với đường phân đôi chiều rộng của slide. Khi sách mở ra thì phần lò xo cũng nằm giữa slide và hai trang tương xứng kích cỡ nhau. Giờ F5 để xem thử nhé. Mở sách ra trang đầu tiên và trang thứ hai, trang tiếp theo và trang cuối. Vậy là bạn đã tạo được hiệu ứng lật mở trang sách rất nhanh và đơn giản phải không nào? Đó là cách thứ nhất. Hầu hết các hướng dẫn bạn đã từng thấy sẽ thực hiện theo cách này. Tuy nhiên, thật ra đặc trưng của hiệu ứng transition này là cả slide sẽ chuyển động, chứ không phải chỉ có mỗi trang sách được lật. Nhưng cũng giống như những hướng dẫn mà các bạn đã từng xem thì trang sách thường có kích cỡ rất to, chiếm gần hết diện tích slide, nên hiệu ứng vẫn nhìn tương đối giống thật. Còn trường hợp khi bạn không muốn kéo kích cỡ trang sách quá to chiếm hết diện tích slide như vậy, hay là có nền có bối cảnh đằng sau như thế này, thì khi đó bạn sẽ nhìn thấy rất rõ lỗi hiệu ứng. Không phải chỉ có mỗi trang sách được lật, mà cả bìa sách, cả mặt bàn bên dưới và đồ đạc trên bàn cũng lật theo luôn. Vì hạn chế này nên mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm cách thứ hai. Bạn sẽ có hiệu ứng lật mở sách thật sự theo từng trang của cuốn sách. Hiệu ứng sẽ giống thật hơn
và bạn cũng thoải mái thiết kế bìa, không lệ thuộc vào kích cỡ sách to nhỏ thế nào, đặt sách giữa slide hay bất kỳ chỗ nào trong slide cũng được. Đặc biệt với cách thứ hai, bạn còn có thể tạo cuốn sách nằm nghiêng và hiệu ứng lật trang sách trong mặt phẳng nghiêng không gian 3 chiều kiểu như thế này. Rất phù hợp để sáng tạo thêm nhiều ý tưởng với các dạng sách nổi. Nếu bạn muốn hiệu ứng thật đặc biệt, thật hoàn hảo và giống thật nhất, thì hãy xem tiếp cách thứ hai nhé. Với cách thứ hai này thì chúng ta nên bắt đầu từ việc tạo hiệu ứng cho phần trang giấy trước. Việc thiết kế bìa sách thực hiện sau để đỡ nhầm lẫn. Insert shape, vẽ hai hình chữ nhật giống nhau, đồng thời nhấn phím Alt F10 hoặc vào Select, chọn Selection Pen để mở bảng Selection Pen lên. Hình chữ nhật bên phải bạn sẽ tắt đường viền, No Outline, đổ màu trắng hay là đổ bất kỳ màu nào cho trang giấy bạn muốn. Đặt lại tên cho nó trong Selection Pen là Page, tức là trang giấy. Hình chữ nhật bên trái thì bạn sẽ chọn không đường viền, No Outline, và đổ màu trong suốt, No Fill luôn. Ở trong Selection Pen, đặt lại tên cho nó là Transparent, tức trong suốt. Sau đó chọn cả hai và Ctrl G để group chúng lại thành một nhóm. Cho mình giải thích nhanh một xíu vì sao lại tạo cái trang trong suốt này nhỉ? Đó là vì sau này nếu chỉ tạo một shape, một trang giấy thì nó sẽ lấy tâm là chính nó để lật như vậy nè. Thế nên mình mới cần tạo một shape đối xứng. Shape này không cần hiển thị mà chỉ để lấy điểm lật thôi nên mới để trong suốt. Rồi giờ tiếp tục, bạn bấm chuột phải vào nhóm vừa tạo để mở Format Shape. Ở Shape Option, chọn Shape Effect, chọn 3D Rotation. Bạn sẽ chọn kiểu hiệu ứng xoay 3D là dạng này. Khi bạn chọn xong hiệu ứng có thể sẽ thấy shape giấy hơi bị đổi màu đậm hơn hay nhạt hơn. Do giấy của mình hiện là màu trắng nên giờ không thấy rõ. Để tránh giấy bị đổ bóng đậm màu sau khi lật thì bạn chọn 3D Format. Ở mục Lighting, chọn Flat hay là Glow để giữ nguyên màu sắc. Vậy là bạn đã thiết lập xong một trang giấy. Giờ bạn cần có bao nhiêu slide thì chỉ cần click vào group đang có và Ctrl D nhân đôi lên bấy nhiêu. Ví dụ là mình tạo 4 trang, mình tạm tô màu các trang giấy khác nhau và xếp theo thứ tự này để chút nữa các bạn dễ theo dõi thôi nha. Ở Selection Pen, lúc này sẽ có 4 group. Ở đối tượng đã được đặt tên là Page trong từng group thì mình sẽ sửa lại thêm số đếm theo vị trí nhóm từ trên xuống dưới. Ở group trên cùng là trang 1, group tiếp theo là trang 2, group đây là trang 3 và cuối cùng là trang 4. Giờ xếp cho các trang trùng khớp với nhau hay chọn tất cả Arrange, Align Center và Align Middle để tự canh đều. Tiếp tục bạn Ctrl D nhân đôi slide hiện tại. Trong bảng Selection Pen, chọn Group của trang số 1. Qua bảng Format Shape, Shape Effect, chọn 3D Rotation. Ở giá trị Add Rotation, bạn sẽ gõ trực tiếp vào thông số là 180. Ngay lập tức bạn thấy trang số 1 màu xanh dương đã được chuyển sang trái. Nếu giấy bị đổi màu sau khi lật thì bạn có thể vào 3D Format và Lighting để chọn Flat hay là Glow để phục hồi lại màu bình thường. Để cho hiệu ứng diễn ra thì giờ ta sẽ chọn vào Transition và chọn hiệu ứng Morph. Sau đó xem thử lại. Giờ bạn thấy trang số 1 đã được lật sang trái, đồng thời để lộ ra trang số 2 màu hồng bên phải. Tương tự như vậy, giờ ta sẽ nhân đôi slide thứ hai để làm hiệu ứng lật trang số 2 màu hồng từ bên phải sang bên trái. Trong slide mới sao chép, chọn group của trang số 2, kéo group này lên vị trí trên cùng của bảng Selection Pen. Xong, vào Format Shape, Effect, ở 3D Rotation cũng gõ 180. Thế là trang màu hồng đã lật sang trái, đồng thời trang số 3 màu vàng hiện ra. Nếu trang bị đổi màu sau khi lật thì cũng vào 3D Format thực hiện như mình đã hướng dẫn lúc nãy. Lại tiếp tục tương tự quy trình trên với trang 3, nhân đôi slide hiện tại. Ở slide mới, kéo nhóm của trang số 3 lên đầu bảng Selection Pen, mở Format Shape, Effect, gõ giá trị 180 ở đây. Thực hiện y như vậy với slide cuối cùng, tức là group của trang số 4 màu trắng.
nhớ áp dụng transition map cho tất cả các slide này. Khi F5 trình chiếu, nó sẽ có hiệu ứng lật trang như sau. Thế là xong việc tạo hiệu ứng lật trang rồi. Giờ bạn chỉ cần thay background của slide, trang trí hình nền, rồi vẽ hay chèn hình ảnh bìa sách. Bìa sách thì sẽ center back, đưa xuống dưới cùng. Nếu có phần lò xo thì nhớ bring to front, đưa lên trên cùng. Tương tự, sao chép phần bìa sách đã thiết kế sẵn cho các slide còn lại. Đến đây, bạn có thể lưu file như một layout thiết kế sẵn. Khi nào có nội dung cần làm thì chỉ cần mở ra, thêm hộp chữ, chèn hình ảnh vào từng slide theo bố cục. Add animation hiệu ứng xuất hiện của nội dung trên slide. À, giờ bạn có thể đổi màu các trang giấy lại thành cùng một màu hay là mỗi trang một màu thế này cũng được. Một cách sáng tạo khác cũng dựa trên kỹ thuật của cách thứ hai này, đó là ở mục 3D Rotation, thay vì chọn góc nhìn từ mặt phẳng trước, bạn có thể chọn mặt phẳng nghiêng như thế này. Thực hiện các thao tác thì cũng y như đã hướng dẫn. Đến cuối cùng thì bạn sẽ có hiệu ứng mở sách như thế này đây. Trong hai cách mình hướng dẫn vừa rồi, cách thứ nhất đơn giản nhất và cách thứ hai thì linh hoạt, hoàn thiện và sáng tạo hơn. Nhiều bước thực hiện hơn nhưng hoàn toàn không khó nếu bạn có hiệu ứng morph. Bạn hãy thử tạo layout cuốn sách theo cả hai cách và lưu sẵn file là có thể tiện sử dụng chèn nội dung nhanh chóng về sau. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại!